từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Con phát danh nguyên vũ Phật tự giác lợi, cúi đầu đảnh lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đền trời soi xét. Xin gia hộ độ ban cho kênh thần tài giải trí cũng như trên kênh giác lợi vlog của con mỗi ngày đều được cái lọc, giúp cho bà con cô bác trên kênh của con xem kênh luôn được niềm vui an lạc. Nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét, xin gia hộ độ cho bà con cô bác ai xem kênh giải trí của con xem kênh giác lợi vlog thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét ai bị tâm tai họa phạm thế tế, xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xin gia hộ độ trì ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác hữu duyên. Bà con cô bác nào hữu duyên xem kênh thần tài giải trí cũng như xem kênh giác lợi vlog thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp điều may mắn, phổ nguyện cho củ quyền thất tổ nội ngoại hai bên cũng như gia đạo con được bình an vô sự. Và xin gia hộ cho thính chủ Lê Thị Thúy Nga sinh ngày 13 tháng 6 năm 1976, quê quán Sóc Trăng, bệnh chướng tiêu trừ, lòng thành Phật đạo, tai qua nạn khỏi, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Mến chào tất cả bà con cô bác ha. Hôm nay giác lợi về miếu, giác lợi phụng sự Tam Bảo là chứng bông nè. Phụng bông. Chừng bông ha, tỉnh dầu lưu ly về miếu cúng, tỉnh dầu lưu ly về miếu cúng rồi chừng bông, giác lợi mới vừa chừng xong còn tư trong còn ướt nhẹp luôn, nay giác lợi về miếu phụng sự Tam Bảo chừng bông, chừng bông rồi tỉnh dầu lưu ly về miếu hay bà con ha, giác lợi tỉnh dầu lưu ly về miếu để phụng sự Tam Bảo, thắp cúng bà rồi giác lợi thành tâm. Giác lợi chưng bông phụ sự Tam Bảo từ nãy giờ đây chắc cũng đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Giác lợi thành tâm nguyện cầu xin ân điển của bà, một số thầy sâm trực tiếp trên kênh. Xong rồi giờ giác lợi xin cho bà con một thầy sâm ngày mai ha. Ngày mai ngày thứ ba đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu đưa có miền Bắc miền Trung. Ngày 14 tháng 11 âm lịch nhằm ngày 26 tháng 12. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi xin Đức Mẹ Phật Bà một thầy sâm. Và giác lợi xin chư thần, chư thánh, chư vị thần linh hai bên tạ hữu quý bà một thầy sâm nữa, để cho bà con cô bác xem kênh ai cũng có thể tham khảo cầu tìm mua tàu vé số, biết đâu cái phước đức nhân duyên có cái lọc may mắn bà con mình không biết mua số gì, xem kênh được Đức Mẹ Phật Bà chư thần chư thánh độ, mình mua tàu vé số cầu được cái lọc may mắn thì sao. Mong rằng bà con cô bác được cái lọc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Giác lợi thành tâm xin cho bà con một thầy sâm ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con phát danh nguyên vũ Phật tự giác lợi, hôm nay với lòng thành kính về miếu phụng sự Tam Bảo, châm dầu đốt đèn rót nước dĩnh thỉnh hoa về để chân, thỉnh dầu lưu ly về miếu phụng sự Tam Bảo. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Nam Mẹ Ngũ Hành, các vị long thần độ thiên hộ miếu đèn trời soi xét chứng minh cho lòng thành kính của con, và xin ban cho bà con cô bác trên kênh của con một thầy sâm cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ ba, ngày 26 tháng 12 nhằm ngày 14 tháng 11 âm lịch. Xin ban cho một thầy sâm tài, một thầy sâm lộc, một thầy sâm bà con cô bác có thể tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Miền Nam có đại Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Năm Mẹ Ngũ Hành, các vị long thần, long thiên hộ miếu xin ân điển từ bi gia hộ ban cho một thầy sâm cầu được cái tài cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi số thầy sâm nằm ngửa lên luôn, giác lợi quay vào trong, giác lợi trình lễ rồi xong rồi giác lợi xin chư vị thần chư thánh một thầy sâm nữa rồi giác lợi sẽ đón nhận cho bà con xem ha. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, xin Năm Mẹ Ngũ Hành, năm đèn trời số xét, đây là số thầy sâm con cũng vừa xin lắc ra được, con quay vào trong con trình lễ. Con nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà, Năm Mẹ Ngũ Hành, đèn trời số xét đổ cho số thầy sâm này có được cái lộc ngày thứ ba, con xin để vào trong bát nha. Con xin Đức Mẹ Phật Bà ân điển điểm chỉ độ ban cho.
Và con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà cho con xuống chư bàn chư vị thần linh, chư thần chư thánh, chư vị thần địa thần tài, con xin thêm một thầy sâm để cho bà con cô bác trên kênh của con có thêm được cái sự lựa chọn mới để tham khảo cầu tiền mua tờ giấy số và được cái lộc may mắn ngày thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ ngũ hành chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng xin chư vị thần linh, chư thần chư thánh, chư vị thần địa thần tài, ông bà đất đai nhân trạch, ông bà tà, ông bà binh gia binh tướng của bà, ông bà sơn thần thổ địa, ngũ phương ngũ thổ, hôm nay với lòng thành kính con phát danh nguyên vũ phát tự giác lợi về miếu thành tâm thỉnh dầu lưu ly cũng như là chân bông phụng sự tam bảo, nguyện xin chư thần chư thánh quan hỷ độ ban cho một thể sâm cầu được cái lộc may mắn ngày thứ ba. Số trong thể sâm có cái lộc trùng khớp với miền Nam Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu đương có miền Bắc miền Trung ngày 14 tháng 11 âm lịch nhằm ngày 26 tháng 12 dương lịch. Xin chư thần chư thánh đèn trời soi xét, xin độ cho ông sinh một thể sâm cầu được cái lộc may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cũng là sâm dương nữa, cũng là sâm dương nữa ha. Nhắc lại qua vào trong, nhắc lại trình lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là số thể sâm sâm dương, con cũng quay vào trong con trình lễ chư thần chư thánh chư vị thần linh, nguyện xin chư thần chư thánh chư vị thần linh đèn trời soi xét, xin độ cho số thể sâm này cầu được cái lộc may mắn ngày thứ ba, trùng khớp với Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu đêm có miền Bắc miền Trung, để cho bà con cô bác trên kênh con có thể tham khảo mua tờ giấy số cầu được cái lộc may mắn ngày thứ ba. Miền Nam có Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu và đêm có miền Bắc miền Trung, xin chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông thần địa, ông thần tài, ông bà đất đai nhân trạch, ông bà tà, ông bà binh gia binh tướng của bà, xin ân điển độ ban cho, xin cầu được cái tài cái lộc may mắn ngày thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng trình lễ bên đây, con cũng xin chư thần chư thánh chư vị thần linh hôm nay giác lại thành tâm dân hương cái hương công luôn rồi bà con, cái hương công luôn á, để giác lại để số tài sâm đây, giác lại dầu đèn xuống đó. Con cũng quay số thầy sâm vào con trình chư vị chư thần chư thánh hai bên tạ hữu với bà, xin chư vị chư thần chư thánh linh thiêng độ cho số thầy sâm này có được cái lộc ngày thứ ba. Miền Nam Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu ngày 14 tháng 11 âm lịch năm 2003, xin ban cho các phước cái lộc để cho bà con cô bác trên kênh của con được đều được hưởng cái lộc may mắn từ số thầy sâm này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin chư thần chư thánh chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giác lại cũng thành tâm trình lễ hai bên ha, giác lại để ngay cho ông tà, để ông tà độ cho một cái này rồi mình đón nhận ha, để ông tà độ một cái rồi mình đón nhận số thẻ sâm này để cầu được cái lộc may mắn ngày thứ ba Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, để cho bà con cô bác ai cũng được cái lộc ha. Hôm nay giác lại thành tâm, giác lại về miếu phụng sự tam bảo và chân bông thỉnh dầu lưu ly, nước hết rồi, nhang hết rồi. Nếu hôm nay chưa thành chưa thánh độ cho một thẻ sâm cho bà con trên kênh Zalo rồi lên được cái lộc, thì ngày mai dắt lại thành tâm quay trở lại thỉnh nhang với nước để dắt lại xin một thẻ sâm trên Zalo cho bà con cô bác anh chị em, dắt lại nguyện độ cho tất cả bà con cô bác đều được cái lộc. Mong rằng bà con cô bác khi xem kênh nhớ cho dắt lại một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nha. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng xin đón nhận số thẻ sâm này, con cũng nguyện xin chư vị thần linh chưa thành chưa thánh độ cho số thẻ sâm này được cái lộc, con xin đón nhận nha. Nam mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 68 sâm dương rồi bà con, 368 nha bà con ha, 368 nha, 368 368 ngày mai thứ ba, 368 nha bà con ha, Đại Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu đêm có miền Bắc miền Trung, 368 nhớ nha bà con ha, 368 nha, 368. Nam mô A Di Đà Phật, 368. Bà con sâm thì có âm có dương, tùy bà con ha, sâm này sâm dương nha. Nam mô A Di Đà Phật, 368 con xin hỏi số thầy sâm. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ ngũ hành đèn trời soi xét, con cũng xin với chư vị thần linh, chư thần chư thánh, chư vị thần địa thần tài, ông bà binh gia binh tướng của bà, số thầy sâm là 68, con xin ghép vào 368. Con cũng xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ ngũ hành các vị long thần long thiên hộ miếu điểm chỉ độ cho số 68 được cái lộc ngày thứ ba ngày 14 tháng 11 âm lịch. Và con cũng thành tâm xin đón nhận số thẻ sâm của Đức Mẹ Phật Bà đã độ ban cho,
số thẻ sâm con để vào trong bát nhang, con cũng xin đón nhận để cho bà con trên kênh của con ai cũng được xem tham khảo. Con xin đón nhận số thẻ sâm này, Nam Mô A Di Đà Phật. Số thẻ sâm là số 91, cũng là sâm dương luôn nha bà con. 391 cũng là sâm dương luôn ha, bà con lưu ý ha. Hôm nay dắt lợi sinh sâm dương hết nha ha. 391 368 ha, 391 368. Sâm thì có âm có dương, dắt lợi nhắc vậy thôi chứ dắt lợi sinh là 91 với là 68 thôi ha. Nam Mô A Di Đà Phật, xin bà độ cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Dắt lợi nhắc bà con thôi chứ dắt lợi sinh là chỉ sinh dương thôi ha. Bà con cô bác nào sâm thì có âm có dương thì dắt lợi nhắc bà con, thì bà con thích thì thà tham khảo ngược lại, còn không thích thì mua 391, 368 dùm cho dắt lợi ha. Ngày thứ ba này Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu, dắt lợi có cái linh tính, thì hôm nay dắt lợi có cái linh tính là con số 91 này sẽ về trước cho bà con ha. Số 91 này sẽ về trước ngày thứ hai đầu tuần này cho bà con. Bộ số này sẽ có cái lọc lớn trước cho bà con ngày hôm nay. Giác lợi lúc cái video này lên sớm thì bà con nào tham khảo dùm cho giác lợi ha. Nhớ tham khảo dùm cho giác lợi hôm nay tại thành phố Đồng Tháp rất là đẹp. Con 68 và con 91 này hôm nay ngày thứ hai đầu tuần rất là rực rỡ cho bà con ha. Giác lợi có cái linh tính giống như hôm qua, giác lợi nói bà con 25 với lợi ấy là về rực rỡ cho bà con đó. Thì bà con nào mà nhiều khi chư tha hằng chư thánh đức mẹ Phật Bà đâu có cái ân điển thì giác lợi khai khẩu, giác lợi có thể nhấn mạnh, thì bà con cố gắng tìm mua tờ giấy số ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay với lòng thành kính thì giác lợi cũng cảm ơn tất cả bà con cô bác trên kênh đã nhín chút thời gian quý báu xem kênh giác lợi. Giác lợi cũng mong rằng bà con luôn được niềm vui an lạc ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Mong rằng bà con cô bác khi xem kênh luôn được niềm may mắn. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành độ cho tất cả bà con cô bác trên kênh Thần Tài Giải Trí nói chung và kênh Giác Lợi Vlog nói riêng. Mọi người xem kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn được gặp điều may mắn. Nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà Năm Mẹ Ngũ Hành các vị Long Thần Long Thiên hộ biếu độ cho Lê Thị Thúy Nga sinh 1976 ngày 13 tháng 6 quê quán tại Sóc Trăng, tai qua nạn khỏi bệnh chướng tiêu trừ, làm ăn luôn gặp điều may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.